từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 35 dự án có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài với tổng vốn đăng ký và tăng thêm trên 36.000 tỷ đồng, gấp 2,65 lần so với cùng kỳ. Phê duyệt mới và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 48 dự án vốn trong nước với tổng vốn đăng ký là 268.000 tỷ đồng. Để có được những kết quả thu hút đầu tư ấn tượng này, tỉnh đã triển khai đồng bộ, bài bản các giải pháp phương châm 3 trước 4 tại chỗ, trong đó ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch, lấy chống dịch thành công làm tiền đề triển khai giải pháp giúp cải thiện, giữ vững môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, bền vững. Với việc giữ vững địa bàn an toàn, tỉnh đã tạo điều kiện hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp đưa các chuyên gia từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và nhập khẩu trang thiết bị, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất. Kể từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát đến nay, không có doanh nghiệp nào trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải dừng hoạt động do thiếu lao động hoặc nguyên liệu sản xuất đầu vào. Đặc biệt, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến chế tạo có sự phát triển mạnh mẽ và là động lực tăng trưởng chính trong sản xuất công nghiệp, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP 9 tháng năm 2021 của tỉnh, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2020. Là đơn vị đang có cơ sở sản xuất tại Quảng Ninh, chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm với các giải pháp phòng chống dịch được tỉnh triển khai một cách nghiêm túc. Trong khi tại nhiều địa phương khác thì nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm ngừng sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh, thì ở đây chúng tôi vẫn có thể duy trì nhiều độ sản xuất bình thường. Trong bối cảnh dịch bệnh, tỉnh vẫn quyết tâm và thực hiện hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công, nhất là thúc đẩy mạnh mẽ ba công trình giao thông động lực bao gồm đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái, đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả, cầu Cửa Lục 1. Công tác giải ngân ở công trình này đấy thì khối lượng của nhà thầu được thanh toán lên đâu là chủ đầu tư là giải ngân ngay đến đấy. Và công tác giải ngân này thì sẽ giúp cho nhà thầu là huy động máy móc thiết bị rồi đặt hàng các vật tư thiết bị về. Và chắc chắn là công trình của chúng ta sẽ về đích theo đúng tinh thần hợp đồng vào tháng 12 năm 2021. Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, trong bối cảnh đa phần doanh nghiệp đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19, Quảng Ninh xác định cần ổn định tâm lý, nâng cao niềm tin với doanh nghiệp. Từ cấp tỉnh đến cấp địa phương, các sở ngành đã liên tục tổ chức gặp mặt, đối thoại, tìm cách tháo gỡ cho các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch COVID-19. Đặc biệt, tỉnh đã thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Investor Care, để nắm bắt khó khăn, vướng mắc nhằm tháo gỡ thủ tục về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Tôi đã từng làm việc với lại tổ Investor Care của Quảng Ninh và tôi khẳng định rằng là tổ này là làm việc rất hiệu quả. Khó khăn về thủ tục là đối với doanh nghiệp là một thách thức rất lớn. Thế nhưng mà khi thông qua cái tổ này và chúng tôi có báo cáo những cái vấn đề về cái khó khăn vướng mắc thì tôi thấy là các anh đã lắng nghe và ghi nhận những việc đó. Và tôi tin rằng việc này sẽ được tổng hợp và báo cáo với lãnh đạo tỉnh. Và thông qua cái việc tổng hợp báo cáo này thì chắc chắn một câu chuyện là các khó khăn của doanh nghiệp sẽ được tháo gỡ. Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết số 05 về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, một trong những mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021-2025 là giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước, các chỉ số PCI, PAINDEX, PAPI, CPAT. Tỉnh Quảng Ninh cũng xác định việc giữ vững vị trí nhóm dẫn đầu đối với các chỉ số cải cách không phải là giành điểm số, vị trí cao, mà quan trọng nhất là hướng đến xây dựng hình ảnh địa phương đi đầu đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa cam kết, văn hóa đồng hành, văn hóa thực thi của chính quyền địa phương. Từ đó cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện của phía Bắc. 3 tháng cuối năm, ngành nông nghiệp toàn tỉnh phấn đấu đạt mức tăng trưởng 4,67%. Để đạt được con số này, thì một trong những trọng tâm được ngành xác định đó là tập trung tăng đàn lợn, gắn chặt với làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Phóng sự thực hiện tại thành phố Móng Cái. Từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 9 vừa qua, thành phố Móng Cái ghi nhận 4 ổ dịch tả lợn châu Phi tại các xã Quảng Nghĩa, phường Hải Yên và phường Hải Hòa. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền các địa phương đã khẩn trương phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố, tổ chức tiêu hủy lợn, đồng thời triển khai ngay các biện pháp cấp bách để khoanh vùng ổ dịch, bảo vệ đàn lợn trên địa bàn. Đã trang sắm vôi hóa chất với 4 tấn vôi
bột và gần 400 lít hóa chất khử khuẩn để phát cho 100% các hộ dân chăn nuôi. Đồng thời với đó là tổ chức ký cam kết đến các hộ chăn nuôi trên địa bàn phải thông tin khi có dịch xảy ra. Thành phố Móng Cái hiện có gần 2.000 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn 28.000 con. Sau đàn trâu bò thì đàn lợn có đóng góp quan trọng vào lĩnh vực chăn nuôi của địa phương, giúp tạo việc làm và thu nhập cho người dân khu vực nông thôn. Do đó, cùng với kiểm soát đảm bảo chất lượng con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, thì thành phố Móng Cái cũng đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm và chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch. Về cái phòng dịch này thì cũng chú trọng về cái vấn đề là chăm sóc sức khỏe đàn lợn. Thì bây giờ là cũng khử khuẩn một 2-3 ngày một phun một lần. Thành phố Móng Cái đã tập trung chỉ đạo các xã phường, các cơ quan đơn vị chức năng tích cực vào cuộc, đặc biệt là công tác kiểm soát việc vận chuyển tiêu thụ lợn tại các xã phường mà có phát sinh ổ dịch, và kiểm soát chặt chẽ cái việc vận chuyển tiêu thụ lợn và các sản phẩm từ lợn vào địa bàn thành phố. 9 tháng đầu năm 2021, lĩnh vực nông nghiệp của thành phố Móng Cái duy trì được nhịp độ sản xuất và đã đóng góp 12,5% vào tăng trưởng chung. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương đang khẩn trương rà soát, thống kê lập danh sách công dân Quảng Ninh đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh phía Nam có nguyện vọng trở về để hỗ trợ đưa đón, đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển và tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Phản ánh tại thành phố Hạ Long. Gia đình ông Vũ Sĩ Ảnh ở phường Yết Kiêu có con gái đang sinh sống và làm việc tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ngay sau khi biết địa phương đang thực hiện rà soát lập danh sách để hỗ trợ công dân Quảng Ninh đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh phía Nam có nguyện vọng trở về địa phương, ông Ảnh đã đăng ký ngay với tổ trưởng, báo chính quyền địa phương. Chúng tôi rất là vui mừng và hy vọng là sớm được về đoàn tụ cùng với gia đình. Tại vì ở đảo này lâu mà không có công an việc làm thì sinh hoạt cũng hơi khó khăn. Gia đình cũng rất phấn khởi được tin là tỉnh có chính sách hỗ trợ các con em ở trong phía Nam về, và chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện đi lại rồi phòng dịch. Vừa qua thì trên địa bàn phường Kiêu chúng tôi đã triển khai và đã rà soát đến giờ phút này là được 14 trường hợp là đã đăng ký từ thành phố Hồ Chí Minh về địa bàn phường Kiêu. Tại thì chúng tôi đã hướng dẫn các gia đình là thứ nhất là làm đơn, sau đó báo cáo ban chỉ đạo của thành phố để có quyết định để cho đặt mua vé máy bay. Sau đó chúng tôi sẽ hướng dẫn để các cái quy trình liên quan đến cách ly tập trung. Cùng với phường Yết Kiêu, 32 xã phường trên địa bàn thành phố Hạ Long cũng thông báo tới từng tổ dân, khu phố để khẩn trương rà soát, thống kê số liệu và lên danh sách công dân có nguyện vọng trở về địa phương. Danh sách này được phân vùng theo yếu tố nguy cơ để địa phương chủ động tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp di chuyển và cách ly y tế phù hợp với từng trường hợp cụ thể, quyết tâm kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh xâm nhập vào cộng đồng. Gia đình nhà tôi cũng có ý nguyện là muốn đưa các cháu về ngoài này, thì bây giờ là cũng được sự quan tâm của các cấp ngành trong tỉnh Quảng Ninh là cũng đã sắp xếp để cho những người công nhân trở về từ trong miền Nam. Thì gia đình tôi cũng rất là xúc động và cũng rất cảm ơn toàn thể các ban ngành của tỉnh. Sau khi nhận được thông báo thì phường đã làm, một là làm văn bản của phường, thứ hai là thông qua cái nhóm Zalo của tổ dân khu phố, thứ ba là hệ thống loa truyền thanh của phường và đã thông tin cho nhân dân. Thì từ ngày 6 tháng 10 và đến ngày hôm nay thì đã có đến 8 trường hợp là đăng ký trở về địa phương, trong đó thì hầu hết là người thành phố Hồ Chí Minh. Thế và phường thì đã thông tin đến từng hộ dân để lấy những thông tin chi tiết, và cũng muốn nắm bắt thời gian người ta về họ và của họ về chính xác để hỗ trợ về những cái việc hỗ trợ cần thiết về khu cách ly cũng như là cái ổn định cuộc sống sau khi mà về đến địa bàn phường. Hiện nay ở địa phương đang có nhu cầu tuyển dụng như là may hoặc là điện nước thì phường cũng sẽ có cái chắp lối để tạo việc làm cho người lao động. Qua thống kê rà soát, đến thời điểm này, thành phố Hạ Long có gần 80 công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh phía Nam có nguyện vọng trở về địa phương.
Cùng với việc miễn các chi phí xét nghiệm và cách ly tập trung, thành phố Hạ Long cũng đang rà soát, nắm bắt tình hình đời sống, nhu cầu việc làm, thu nhập để thực hiện các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Hội Nông dân tỉnh tổ chức chương trình tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Sau hơn 2 tháng triển khai, trên cơ sở kết quả thẩm định và bình chọn của hội đồng, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã quyết định công nhận 27 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh. Đây đều là các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất. Kết quả này là cơ sở để lựa chọn sản phẩm thế mạnh của tỉnh tham gia chương trình bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Qua đó giúp quảng bá sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, chiều qua thị xã Quảng Yên tổ chức buổi gặp mặt gần 200 doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn. Hiện tại thị xã Quảng Yên đang có hơn 800 doanh nghiệp, nhà đầu tư và các hợp tác xã đang hoạt động ổn định. Trong 9 tháng qua đã có 83 doanh nghiệp mới được thành lập. Mặc dù gặp khó khăn do những tác động bất lợi chung của đại dịch COVID-19, song các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên đều thích ứng, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.